Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khu du lịch sinh thái Sơn Kim có diện tích gần 300 ha, hình thành trên cơ sở của suối khoáng nóng Sơn Kim. Nơi đây có cảnh quan non nước hữu tình với những dãy núi rừng điệp phủ đầy các loài cây rừng xanh tốt cùng những con suối róc rách chảy và cả những bãi đá tự nhiên độc đáo. Nguồn nước suối nóng Sơn Kim phun từ lòng đất qua các khe núi của đá granite có nhiệt độ ở độ sâu 50m là 150 độ và trên bề mặt là 75 độ. Nguồn nước suối nóng này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng, được xem là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất phía Bắc của nước ta. Không chỉ có tác dụng cho việc giải khát mà còn chữa bệnh, nên chắc hẳn du khách không thể bỏ lỡ cơ hội được ngâm mình thư giãn trong làn nước suối, thưởng thức món trứng gà luộc từ chính nguồn nước này. Với những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên, có thể tham gia vào các hành trình khám phá những nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng, những con suối với nhiều bãi đá đủ hình thù và những thác nước ngày đêm tung bọt trắng xóa gắn liền với những truyền thuyết dân gian đầy thú vị. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết tại Hà Tĩnh cũng như các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động tham quan, du lịch diễn ra với thời tiết khá tốt và ổn định. Ban ngày trời chủ đạo là nắng kéo dài từ sáng cho đến chiều và trời cũng hầu hết là từ ít cho tới không mưa. Vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, cường độ nắng mạnh hơn nên chúng ta sẽ cảm giác hơi oi nóng. Và sáng sớm có nơi có sương mù, với nhiệt độ cao nhất ngày tại Hà Tĩnh dao động phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 33 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống khoảng dưới 25 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết về chiều tối và đêm đôi lúc có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Mưa chủ yếu với lượng nhỏ và thời gian mưa ngắn. Ban ngày trời vẫn có nắng trải đều trên hầu khắp các tỉnh thành, với mức nhiệt cao nhất từ 30 cho tới 33 độ, nên du khách cũng có thể yên tâm với các hành trình đến đây trong những ngày tới. Khu vực Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh đang hoạt động suy yếu dần đến ngày mùng 5 tháng 10 có khả năng được tăng cường yếu trở lại. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 m nên thời tiết khu vực này sẽ có xu hướng chuyển xấu đi, trời chuyển nhiều mây hơn và mưa dông sẽ gia tăng ở trên khu vực trong 3 ngày tới. Những cơn mưa rào và dông sẽ diễn ra ở khá nhiều nơi, cục bộ có thể xuất hiện lượng mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ dần xuống và hầu như không vượt quá 33 độ. Còn ban đêm, nhiệt độ ít có sự thay đổi, phổ biến từ 22 cho tới 25 độ với khu vực phía Đông Bắc Bộ và 20 cho tới 24 độ ở phía Tây. Đồng thời, vào sáng sớm vẫn có nơi có sương mù, có thể làm giảm tầm nhìn xa. Các phương tiện lưu thông cần lưu ý tốc độ di chuyển để đảm bảo an toàn. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong ngày mùng 3 tháng 10, những cơn mưa rào và dông vẫn sẽ còn xuất hiện rải rác trên khu vực. Cục bộ vẫn có nơi có lượng mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Buổi sáng và trưa trời ít mưa hơn, cường độ nắng cũng không quá mạnh với mức nhiệt cao nhất vào khoảng từ 28 đến 31 độ. Đến khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10, những cơn mưa dông sẽ giảm dần, diện mưa được thu hẹp lại và lượng mưa cũng giảm xuống, chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi vào lúc chiều tối và đêm. Mưa phổ biến với lượng nhỏ, ngày giảm mây, nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ cao nhất tăng lên khoảng từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ do vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, nên thời tiết vẫn tiếp tục có những cơn mưa rào và dông diễn ra rải rác trong khoảng 3 ngày sắp tới. Thời gian mưa sẽ tập trung chính vào thời điểm chiều tối. Khả năng cục bộ vẫn có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng nhỏ. Ban ngày trời vẫn nắng nhiều trong buổi sáng và trưa, nên nhiệt độ cao nhất ngày có nơi vẫn đạt đến hoặc là trên 34 độ. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!